Ok, chào các bạn. Sáng nay trời nắng rất là đẹp. Những hình ảnh mà các bạn đang xem ở đây chính là được quay bởi con Playcam DJI Spark. Những hình ảnh mà các bạn đang xem đây là của con DJI Mavic Pro. Vâng, mặc dù cái máy hiện giờ đang nằm ở dưới đất, chưa có cất cánh bay lên, nhưng bạn vẫn có thể chỉnh góc máy đó lên cao đó, hoặc xuống thấp này đây, hoặc là zoom đó, zoom gần xa, zoom kỹ thuật số 2x các bạn đó. Đó, hoặc là chụp khung hình đứng, hoặc là khung hình ngang. Bây giờ tôi sẽ cất cánh cho máy bay lên nha. Ok, cất cánh. Take off. Đấy, máy bay hiện giờ đã cất cánh lên ở độ cao 1m2. Đấy, các bạn nhìn thông số ở dưới màn hình thì sẽ thấy rằng là máy bay đang ở độ cao 1m2 và góc nhìn khá là rộng. Tiêu cự của camera này là 28 tiêu chuẩn theo giống máy phim. Và ngày hôm nay đây, nãy giờ tôi quay được khoảng độ 1 phút 40 giây rồi. Ngày hôm nay tôi sẽ tranh thủ test thử xem cái máy bay này, cái con Mavic Pro này, nó sẽ bay được cái thời lượng là bao nhiêu phút. Theo hãng công bố đó thì con này được bay được tối đa được 27 phút. Thì thực tế sẽ như thế nào? Và pin hiện giờ, nãy giờ loay hoay thì từ 100 nó thụt xuống còn 95 rồi các bạn. Đấy, và trong thời gian chờ đợi này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn, giới thiệu với các bạn về giao diện của cái phần mềm bay này và cách chụp hình, quay phim như thế nào. Nó có dễ hay không? Tại vì nhiều bạn đã comment trên kênh YouTube Đoàn Hùng Giang của tôi và thắc mắc rằng là anh ơi, chú ơi, việc chụp ảnh quay phim của một cái con Playcam như thế này thì có dễ hay không? Thì tôi trả lời rất là dễ. Như các bạn đã thấy đó, hai tay tôi chả làm gì cả thì máy bay vẫn đứng yên một chỗ để cho mình đó, mình đứng để mình chụp hình. Đây, nút chụp hình ở trên này đó. Ví dụ bây giờ bạn muốn chụp ảnh thì giống như là trên máy, trên máy điện thoại các bạn đó. Các bạn nhìn giao diện ở bên phải, nó có cái nút chụp hình. Đây, bên phải có cái nút chụp hình đây. Đó. Mình bấm vào đây là mình chụp ảnh. Đó, hoặc là mình bấm nút cứng ở trên tay remote. Đó, mình tạo dáng. Đó, mình muốn chụp ảnh. Đó, rất là đẹp. Thì đối với những bạn thích đi du lịch thì việc mà chụp hình selfie thì rất là phổ biến. Và lâu nay thì mình phải nhờ người khác chụp, hoặc là mình tự selfie thì chỉ được cái mặt mình thôi, thì cũng rất là bất tiện. Trong khi đó, nếu các bạn mua một con Leica như thế này thì bạn chỉ việc cất cánh lên và đơn giản rằng là ngắm nhìn của mình, ngắm nhìn hình của mình trên cái điện thoại này đó, và mình tạo dáng đó, và mình sẽ chụp ảnh. Rất là đơn giản. Và nó có thể hạ độ cao này để cho mình những góc ảnh thấp đó, hoặc là nâng độ cao lên này. Đấy, nâng độ cao lên để các bạn có thể có những góc ảnh cao. Đấy, bẻ cam xuống này. Đấy, rất là dễ dàng, các bạn thấy không? Rất là dễ dàng để mà mình có thể có những góc nhìn, những cái góc chụp đó, gần xa đó, mình có thể lùi ra xa này. Đó, mình điều khiển tay cầm để có thể lùi ra xa để có những cái góc nhìn rộng hơn đó, hoặc là mình điều khiển tới gần mình hơn. Đây. Đấy. Mình không cần phải nhờ ai cả đó, tự mình có thể điều chỉnh cái máy bay đó, lên cao xuống thấp xa gần để mình có thể chụp hình theo nhóm
theo với bạn gái của mình hoặc là con của mình. Đó, rất là thoải mái. Thậm chí các bạn hoàn toàn có thể đó, bỏ tay cầm đó bên đó và thuyết trình hoặc là nói gì đó để chụp hình để quay phim trong những lúc như thế này. Đó, và đặc biệt rằng là các bạn có thể xoay. Đấy, ví dụ bây giờ đây, xoay. Đấy, có thể đổi. Đó, có thể đổi góc bay. Đó, đổi góc để cho những cái góc hình mới lạ hơn. Đó, xa gần hơn. Rất là thuận tiện. Đó. Việc sử dụng để mà bay được một con Leica như thế này thì tôi nghĩ rằng là chỉ đối với một người mà chưa biết gì thì rất là nhanh thôi các bạn. Chỉ cần một người hướng dẫn khoảng độ 15-30 phút là mình hoàn toàn có thể tự tin để cất cánh lên đó, để chụp hình quay phim cho mình. Đây là nút chụp hình. Đó, đây là nút chụp hình này. Còn đây là nút hoán đổi chụp hình với lại quay phim. Đấy. Đấy, khi mà cái nút chụp này màu đỏ là thành chuyển qua là quay phim. Đó, ví dụ bạn quay phim và chuyển qua thành cái nút đỏ. Đó, rồi bấm đây quay phim này. Đấy, nó đang đếm thời gian. Đấy, thời gian nó đang đếm là thời gian quay phim ở đây. Đó, thì trong lúc nó quay phim thì các bạn có thể bỏ máy qua tay cầm một bên và tha hồ mà diễn đó, diễn sâu để quay phim đó, và mình bấm dừng đó. Nói chung là những cái thao tác chụp ảnh quay phim ở trên đây thì y chang như một cái điện thoại smartphone đó. Các bạn nào đã từng quay phim ảnh bằng điện thoại smartphone thì mọi thao tác chụp ảnh quay phim rất là dễ. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ một số những cái chức năng chụp ảnh quay phim của cái con Mavic Pro này cho các bạn xem. Để xem coi thời lượng pin nãy giờ hết bao lâu. Ok, đó nãy giờ mình đứng nói chuyện và mình giới thiệu về cái con máy thì thời gian nãy giờ trôi qua là khoảng độ gần 8 phút các bạn. Đó, 8 phút thì pin cái 73%. Ok, khá là lâu ha. Đây, giao diện chụp ảnh đây. Mình bấm vào cái gọi là những cái chỗ mà những cái tham số này. Đấy. Thì bạn sẽ nhìn thấy đây có chữ ô tô là chế độ chụp ảnh tự động. Còn bên đây là chữ M là chế độ chụp ảnh manual, tức là dành cho những bạn chuyên nghiệp thích chụp ảnh bằng tay, điều chỉnh thông số bằng tay. Thì con Mavic Pro này nó chỉ cho phép mình chỉnh ISO, tức là độ nhạy sáng và cái shutter. Đó, chỉnh ISO này. Đó, và shutter này. Đó là hai cái thông số để chụp ảnh và nó không có khẩu độ. Cho nên cũng khá là dễ dàng. Nếu sau này các bạn có nhu cầu cao hơn, các bạn có thể nâng cấp lên con Mavic 2 thì nó sẽ cho mình chỉnh khẩu độ luôn. Vâng, đây ISO, các bạn cứ chỉnh ISO này. Đó, ISO mình tăng lên thì hình ảnh của mình sẽ sáng lên theo. Đó, ISO 800. ISO là độ nhạy sáng. Đó, các bạn hiểu đơn giản là như vậy. Đó, và đây là tốc độ, shutter là tốc độ chụp. Đây, nếu mình muốn tấm hình của mình tối dần lại thì mình tăng cái tốc độ chụp cao lên. Đây là 1/1000 giây. Đó. 1/1600 giây, hình nó sẽ tối lại. Đó. Và hình sẽ sáng lên khi mà mình tăng giảm tốc độ chụp lại. Đó, hình đã sáng dần lên rồi các bạn. Đó. Thậm chí là cháy luôn. Thì để điều chỉnh được cái tốc độ chụp này đó, rất là đơn giản. Cho phép mình can thiệp và thời gian chụp phơi sáng của con này đó, tối đa thời gian chụp phơi sáng của con này tối đa có thể lên đến
Ok, có thể lên đến 8 giây các bạn. Đó, thời gian chụp phơi sáng 8 giây này. Một con số khá là ấn tượng. Đó, ban đêm á. Còn bình thường ban ngày các bạn chụp thì tốc độ khoảng độ 1 phần, với ISO 100 thì tốc độ khoảng 1 phần 200. Đó. Đó, chụp FM là như vậy, chụp manual là như vậy. Tức là nó cho phép mình chỉnh được ISO và tốc độ chụp. À, còn nếu các bạn chụp ô tô thì mọi chuyện máy móc sẽ tự tính toán và cân đong đo đếm cái độ sáng hết. Mình không cần phải quá bận tâm gì. Tuy nhiên, các bạn nhìn ở phía dưới. Đây, nó có cái dòng EV đó, và dấu cộng, dấu trừ. À, thì đây chính là cái... cái bù trừ sáng hiện giờ là cộng 0,3. Đó, các bạn có thể bấm dấu cộng thành 0,7 cộng 1 khẩu. Đó, tức là đây là chụp ảnh là nó bù sáng cho bạn 1 khẩu. Thì những cái khái niệm này các bạn nào đã từng chụp những cái máy ảnh cơ, máy ảnh ứng rời hoặc là những cái máy point and shoot thì nó đều có chức năng là bù trừ sáng cho mình. Những người thích sáng hơn hoặc là trừ một khẩu thì hình ảnh nó sẽ tối hơn, đặc biệt là nó sẽ phù hợp với những tấm ảnh ngược sáng, mình sẽ rất cần điều này. Đấy, thì sau khi mình chỉnh thông số xong thì các bạn nhìn thấy ở bên trên đây, đấy, trên đây chỗ này này. Đó. Tất cả những cái thông báo hiển thị cho mình thấy ISO hiện tại bây giờ là bao nhiêu. Đó, shooter hiện tại bây giờ là 1 phần 400. Đó, EV bù trừ sáng là bao nhiêu. Cộng 0,3. Chế độ màu mình chụp mình đang chọn là gì? Phim. Đó, white balance là gì? Mình đang để nhiệt độ màu là 7100K. Là mình để chế độ ô tô. Đó, nó hiện rất là những cái thông số rất là chi tiết cho mình xem. Đó, ví dụ đây là ảnh mình còn chụp được là 7800 tấm, vân vân, định dạng là JPEG. Đó. Và đây là những cái chế độ lấy nét này. Lấy nét tự động hay là lấy nét bằng tay này, manual này. Đấy, lấy nét tay. Ok, mình thử lấy nét tay các bạn xem ha. Đó, mình chuyển từ cái chữ AFC. Đó là autofocus này. Đó, mình nó đang màu xanh này, mình bấm vào cái chữ MF này. Đấy, chữ MF nó xanh lên. Như vậy là chuyển qua lấy nét vào đây. Đó, mình sẽ lấy nét ở đây. Đó, mình kéo xuống đây là mình sẽ lấy nét macro hình cái bông á. À, còn bây giờ mình kéo lên trên là lấy nét vô cực. Đó, lấy nét vô cực rất là xa. Nó cho mình lấy nét bằng tay rất là thú vị. Đó, mình để nét tự động ha. Ok. Đó, khi mình lấy nét cũng giống như điện thoại ấy. Mình cần lấy nét ở đâu mình chấm ở đó, nó sẽ hiện cái chữ AF autofocus lên và nó kêu bíp một cái. Đây, pin nãy giờ còn 47%, mình kiểm tra coi là máy nãy giờ nó bay được bao lâu rồi này. Ok, máy nãy giờ là bay được 14 phút rưỡi. Đó, nó đang bay ở cái chế độ gọi là position, tức là không phải là chế độ sport. Khi mà mình chuyển qua chế độ sport, mình sẽ bật một cái chốt ở trên tay cầm. Đấy, nó sẽ hiện cái chữ sport lên này các bạn. Chữ sport lên. Thì điều này có nghĩa rằng bạn sẽ bay ở tốc độ cao hơn, tốc độ nhanh hơn. Đó, có thể lên đến 65 km/h. Đó là dành cho những bạn thích bay xa, bay phong cảnh.
Còn bình thường để bay an toàn thì mình tắt chế độ Seaboard đi, nó sẽ hiện cái chữ Positison lên. Và đó là chế độ bay thấp an toàn. Tốc độ bay từ 10 cho tới tối đa là 30 km/h. Và tất cả những cảm biến xung quanh của nó sẽ được hoạt động, cảm biến va chạm, vân vân. Đấy, vậy là nãy giờ những cái phần chụp ảnh khá là đơn giản các bạn ha. À, mình nhìn ở trên đây mình sẽ thấy cái thời lượng bay còn lại. Đây, còn 10 phút nữa. Tức là máy nó báo cho mình biết rằng là máy bay của bạn sẽ còn bay được 10 phút nữa ở tình trạng hiện tại. Đây là thông số báo độ cao. Đây là thông số báo khoảng cách, tức là nó cách 2 mét so với lại điểm xuất phát ban đầu của mình. Nếu mình bay xa ra, đây ví dụ mình tôi bay xa ra này, đó, thì nó sẽ báo là bạn đang đứng cách điểm báo bao nhiêu. Đấy, hiện giờ đang xa là 8 mét. Đó, mình nâng độ cao lên. Đấy, độ cao hiện giờ các bạn thấy là 5 mét. Đây là thông số báo độ cao. Mình sẽ biết được rằng là máy bay của mình đang ở độ cao bao nhiêu và cách xa bao nhiêu. Còn bên dưới đây là thông số về km/h, tức là tốc độ bay của máy bay là tốc độ bao nhiêu. Đây là tốc độ m/s, là nó nói về cái tốc độ khi mình nâng độ cao, là độ cao là nâng bao nhiêu m/s. Ok, mình nói tiếp về cái phần chụp ảnh các bạn ha. 17 phút rồi các bạn. Đây, mình bấm vào đây. Mình bấm vào cái mình bấm vào hình cái máy chụp ảnh này nha. Đấy, ở đây có khá nhiều những cái thông số photo. Đây, có chế độ single shot, tức là chụp từng phát một. Chế độ HDR đó, để chụp những tấm ảnh có độ tương phản cao, sáng nhiều, nó sẽ chụp 3 tấm. Một tấm lấy đúng sáng, một tấm thiếu một khẩu, một tấm tăng một khẩu, và ghép lại với nhau để cho mình một tấm ảnh không có bị cháy sáng. Chế độ chụp cực nhanh đó, mình có thể bấm một phát là chụp 3 tấm, 5 tấm hoặc 7 tấm. Chế độ chụp time lapse, đây là cái chế độ mà các bạn coi nhiều tấm ảnh, người ta chụp hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn tấm ảnh rồi họ ghép lại với nhau để chụp những cái ảnh bình minh hoặc hoàng hôn nữa các bạn. Đó, mình có thể định thời gian là bao nhiêu giây thì nó chụp một tấm. Đấy. Bao nhiêu giây nó sẽ chụp một tấm. Và cuối cùng là cái chụp ảnh panorama. Đấy, panorama. Đó, tôi biểu diễn chụp thử một tấm ảnh panorama cho các bạn xem. Lại gần ha. Ok, mình chụp, mình chọn cái biểu tượng chụp 9 tấm này nhé. Mình sẽ chụp khung hình ngang 9 tấm ở đây, là thông dụng nhất. Đó, mình chọn qua đây. Và mình chỉ việc bấm nút chụp thôi. Ok. Đó, máy đang thực hiện chụp các bạn được 6 tấm rồi, 7 tấm, 8 tấm và 9 tấm.
Đấy, nó báo tấm ảnh đã chụp xong. Bây giờ mình muốn xem lại ảnh thì mình bấm vào cái nút play ở đây. Đây. Ngoài cùng đây. Đấy, tấm ảnh mà nó có cái biểu tượng 9 cái ô vuông nhỏ đấy các bạn. Đó chính là cái hình panorama. Và mình bấm vào nó. Đấy, nó đang download cái hình về. Mặc dù máy bay còn đang ở trên trời đó, nhưng nó sẽ download hình về cho các bạn xem. Và nó tự động ghép hình lại luôn đó. Nó đang switching. Đấy, các bạn thấy không? Nó ghép một tấm hình lại cho mình xem. Rất là to. Nó là 9 tấm đó các bạn. Đó, tấm ảnh này thực tế là nó như thế này đây. Đấy. 9 tấm ghép lại 1 2 3. À, xin lỗi, 6 tấm. Đó, tấm ảnh panorama này là gồm 6 tấm ghép lại. Đó, mình bấm vào cái nút download ở đây. Đây có cái nút download rồi các bạn. Đấy, mình load cái hình về. Đó, và mình phóng lên, mình xem. Đấy, tất cả những cái hình mà các bạn đang chụp nãy giờ ở đây này. Low battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Về điện thoại cho mình rồi. Landing. Ok, nãy giờ mình nói hơi nhiều. Cho nên là pin nó còn lại là chỉ còn có 13% thôi. Thì thông thường là khi mà pin còn 15% thì mình thiết lập bên trong 15% thì nó sẽ cảnh báo để cho mình chuẩn bị hạ cánh. Và nãy giờ chúng ta đã bay được coi như là 22 phút 40 giây. Tuy nhiên trong tình huống này, mặc dù nó là cảnh báo thôi, nhưng nếu máy bay của bạn đang ở gần thì các bạn cứ yên tâm, mình có thể selfie, vẫn có thể chụp ảnh thêm được một đến hai. Landing. Đó, nó đòi landing đó. Sau khi mà pin còn 10% thì máy bay sẽ đòi hạ cánh. Nó sẽ tự động hạ cánh các bạn. Và nếu như máy bay ở xa thì rất là nguy hiểm. Còn đây là bây giờ máy bay đang ở gần mình, cho nên là mọi chuyện này không có gì phải bận tâm cả. Mình cứ chụp hết và cuối cùng máy bay sẽ tự động hạ cánh thôi. Đấy, vậy là nãy giờ tôi đã giới thiệu sơ cho các bạn thấy được cái giao diện của cái phần mềm chụp ảnh của con Mavic Pro. Đó, và những cái chức năng cơ bản của chụp ảnh bên trong. Và đặc biệt rằng là mình test cái thời lượng pin. Đó, xem có đúng như nhà sản xuất nói hay không. Đó, ok, nhà sản xuất công bố con này bay 27 phút. Nhưng mà mình nãy giờ các bạn thấy đó, mình đâu có bay đâu. Mình chỉ đứng tại chỗ, nâng lên nâng xuống và xích qua xích lại chụp ảnh chơi chơi thôi. Thì chắc là chỉ được 25 phút là tối đa. Bây giờ còn 4% nữa để mình thử xem nó có kéo dài được đến 25 hay không. Ok, nếu các bạn cảm thấy thú vị video, hãy đăng ký kênh YouTube Đoàn Hùng Giang để đón xem những video mới nhất. Mình chờ hạ cánh các bạn ha. Thông thường nhiều người khuyến cáo là các bạn nên còn 10% hoặc là 2% thì nên hạ cánh để an toàn đi. Nhưng mà đây là mình đang test thử, cho nên là tôi để cho nó hết pin luôn. Đó, còn các bạn đừng nên làm điều đó vì nó rất là nguy hiểm cho cái máy bay của mình. Đó, và có thể cục pin nó sẽ bị rủi ro, nó sụt xeo. Okay, kiểm tra xem được bao lâu rồi nè. Ok, 25 phút rồi.
chỉ còn 2%. Đó, mình dùng một tấm ảnh cuối cùng. Đó, mình lại gần máy hơn. Chụp một cái tự sướng này. Cái này chụp rất là sướng, là mình không cần phải nhìn vào màn hình. Vậy vì trên đây có cái nút ở trên này, nút cứng, cho nên mình chỉ việc đưa tay ra này thôi, hoặc là mình giấu cái tay này ra sau lưng. Đó, rồi mình đứng lên chụp ảnh thôi. Landing. Ok, landing rồi, 0% các bạn. 0%. Vâng, sau khi máy bay landing còn 0% thì tôi kiểm tra dung lượng bay được 26 phút. Ok, 26 phút.